Hướng dẫn mình cách đăng ký YouTube đi. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của mình. Mình là Iblek Rừng Gia. Trong video hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn, tất cả các bạn tạo một kênh YouTube nhé. Các bạn đã có tài khoản Google rồi, tài khoản Gmail rồi, nhưng các bạn chưa có tài khoản YouTube, các bạn chưa có kênh YouTube. Nhưng trong video hôm nay, mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn tạo kênh YouTube đúng chuẩn nhất của năm 2021 nhé. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo kênh YouTube đúng chuẩn nhất và bật những tính năng mới của YouTube nhé. Các bạn hãy xem trong màn hình. Còn video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo Gmail. Còn video này mình chỉ hướng dẫn các bạn để tạo kênh YouTube thôi. Các bạn hãy xem trong màn hình của mình nhé. Rồi, đầu tiên chúng ta mở điện thoại của chúng ta và các bạn có thể vào trình duyệt Google hoặc Cốc Cốc. Nhưng ở đây mình vào trình duyệt Firefox. Các bạn có thể tìm tải Firefox qua Google Play nha. Ứng dụng này rất nhanh. Và bây giờ chúng ta đã có một tài khoản Gmail, chúng ta muốn tạo kênh YouTube thì phải làm thế nào? Khi chúng ta đã có tài khoản Gmail thì chúng ta chưa có tài khoản YouTube, chúng ta phải làm cách này. Các bạn theo dõi trên màn hình của mình nhé. Chúng ta đã có tài khoản Gmail, giờ muốn tạo kênh YouTube, chúng ta viết ở đây là youtube.com. Ở đây chúng ta bấm vào trên ở đây là giao diện của YouTube. Giao diện của YouTube, đây là tài khoản YouTube của chúng ta. Để cài đặt hoàn chỉnh và bật các tính năng của YouTube, các bạn bấm vào chữ Y góc bên phải để chúng ta tạo kênh của chúng ta. Bấm vào ở đây, các bạn bấm vào kênh của bạn để chúng ta tạo kênh YouTube. Ở đây ví dụ có tên là Ikuria, các bạn có thể đổi. Ở đây mình sẽ viết là, sau khi chúng ta tạo xong, sau khi chúng ta đã chỉnh sửa tên xong xuôi và đã đúng như mình thích thì chúng ta bấm vào tạo kênh để chúng ta tạo một kênh YouTube. Ở đây chúng ta thấy tên tài khoản kênh YouTube của chúng ta rồi. Ở đây mình đặt tên là chia sẻ bất tận. Và để vào cài đặt và bật tính năng của YouTube, các bạn làm theo như mình. Bấm vào ba dấu chấm ở dưới và các bạn bấm vào trang web cho máy tính. Ở đây khi xuất hiện màn hình như thế này, các bạn bấm một lần nữa, các bạn bấm ở góc bên phải trên cùng, bấm vào tài khoản của các bạn. Ở đây các bạn bấm vào YouTube Studio. Và ở đây chúng ta đã vào được kênh YouTube của chúng ta. Bây giờ chúng ta bấm vào tiếp tục. Đóng. Ở đây chúng ta vào phần cài đặt. Ở đây các bạn vào phần kênh. Và tiếp theo chúng ta bấm vào điều kiện sử dụng tính năng để chúng ta bật các tính năng của YouTube. Ở bước thứ hai, bước thứ nhất chúng ta đã hoàn thành. Ở bước thứ hai, khi hoàn thành sẽ có dấu xanh và đã bật. Bước thứ hai chúng ta chưa bật nên chúng ta phải kích vào chỗ đó.
Để chúng ta bật bật tính năng này thì chúng ta mới đăng tải được video 15 phút và tạo hình thu nhỏ và phát trực tiếp. Khi các bạn tạo một kênh YouTube nhưng các bạn bỏ qua bước này thì chúng ta sẽ không đăng tải được video 15 phút và hình thu nhỏ. Các bạn bấm vào, kích vào đó. Ở đây, những yêu cầu của YouTube là bắt chúng ta phải xác minh số điện thoại. Các bạn kích vào. Khi giao diện thế này, chúng ta đọc và viết số điện thoại của chúng ta. Mình ở quốc gia nào thì điền quốc gia đó. Mình ở Việt Nam thì mình chọn Việt Nam nhé. Bấm vào nhận mã để chúng ta nhận mã của Google gửi về cho chúng ta. Sau khi mình nhận mã xong, chúng ta bấm vào gửi để xác minh. Ở đây YouTube viết cho chúng ta xin chúc mừng số điện thoại của bạn đã được xác minh. Rồi chúng ta quay trở lại giao diện như ban đầu. Chúng ta xác minh bước thứ 3 nữa. Đây. Ở đây chúng ta kích lại bước thứ 3. Kích vào đó để chúng ta. Đây, các bạn đọc vào. Chúng ta sử dụng tính năng bấm vào. Ở đây các bạn ơi, ở đây nếu các bạn muốn xác minh qua video thì nó sẽ trình duyệt cho chúng ta trong vòng một ngày. Và đó là bước thứ nhất. Bước thứ hai là chúng ta sẽ xác minh bằng giấy tờ tùy thân. Ví dụ như chứng minh nhân dân và bằng lái xe hoặc hộ chiếu. Nhưng mình khuyên các bạn là nên chọn bước thứ 3 nhé, ở ô thứ 3. Vì chúng ta mới làm, chúng ta cứ làm từ từ. Sau 2 tháng thì YouTube sẽ tự động duyệt cho chúng ta. Còn các bạn muốn chọn cái nào thì tùy các bạn nhé. Để duyệt nhanh, ngay và dùng đầy đủ tính năng của YouTube thì các bạn nên chọn ô số 1 hoặc ô số 2 nhé. Và tùy các bạn, nhưng mình mới làm thì mình chọn ô số 2 và ô số 3 là xây dựng quá trình hoạt động tích cực. Và mình sẽ làm từ từ, mình sẽ xây dựng kênh YouTube của mình từ từ thôi. Nên mình sẽ tính năng thứ 3, đó là xây dựng quá trình hoạt động tích cực. Thời gian xét duyệt thường mất tối đa 2 tháng. Đây, chúng ta bấm tiếp theo. Khi chúng ta đã bật xong, chọn xong thì chúng ta bấm vào tiếp theo. Bấm xong. Đó, đã xong. Ở ô thứ 3 thì sau 2 tháng họ sẽ tự động duyệt cho chúng ta. Việc của chúng ta là đăng tải video và thường xuyên tương tác với mọi người thì YouTube sẽ tự động duyệt cho chúng ta. Vậy là chúng ta đã có một kênh YouTube hoàn chỉnh. Chúc các bạn thành công nhé. Và nhớ đừng quên like và đăng ký kênh của mình để mình còn có động lực làm thêm nhiều video hay và mới cho tất cả các bạn cùng xem. Cảm ơn tất cả các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã coi xong video của mình. Đây là video hướng dẫn của mình về cách tạo kênh YouTube. Nếu các bạn thấy hay thì đăng ký kênh mình và cho mình một like nhé. Thôi, video này mình xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn một lần nữa. Bye bye các bạn.